Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xúy cho những hành động xấu hoặc trái với thần phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thôi hôm nay thật là một ngày ngủ thiệt là ngon. Thôi xuống đi coi. Trời ơi, con gái mày làm cái gì? Ui, sao nó chôm đồ ăn từ cái chỗ rác của mình ghê quá. Bỏ vô, dục hết rác đi nè các bạn ơi. Trời ơi, dơ quá, dục. Để anh tháo. Từ đứng đây. Anh ơi, em làm cái gì vậy? Thì anh đi dục rác, ai kêu em đứng rồi đó, anh chọi vô cái mặt em là đúng rồi. Ôi, nhưng mà quan trọng hôm nay em tới đây làm gì? Em tính qua thuê anh ngôi nhà gỗ mà em mới xây trong rừng. Mới xây nhà gỗ luôn hả? Xịn ra, dẫn anh đi coi, Ai biểu chị? Gì? Biểu em gì? Biểu với mặt em. Thôi đừng giận nữa, anh tặng em đi kem cho em hết giận nha. Tặng đi kem hả? Đúng rồi. Thôi, không có kem. Chứ thích cái gì? Tặng mà tặng cái gì quý hơn đi, giống như là tặng cái thanh xuân của anh cho em đi. Wow. Ngại quá. Mày nói chơi đi nè. Đi. Gọi đâu vậy? Anh đâu lâu quá vậy Abby? Đây nè. Đây chính là căn nhà cây á hả? Xịn quá vậy. Wow. Ui. Đúng rồi. Đường lên đây á. Quẹo bắt cua bắt cua. Chỗ này là cái chỗ mà mình xem được toàn cảnh luôn nè. Chỗ cao quá trời quá đất luôn á. Nhưng mà hơi sợ nha. Ôi. Ôi cái cây nhà cây này cũng được đó. Ú có hai dù. Ú có đồ uống luôn á, hai xịn quá vậy. Đúng rồi. Wow. Nhiều đồ lắm á. Yeah, vậy là tối nay mình sẽ ở đây hay sao? Đúng rồi, tối nay mình sẽ ở đây và sau đó mình sẽ có tiệc nước. Yeah. Tối nay là mình được ở trong chiếc Abby. Ngại quá. Đặt đồ ăn lên, nướng. Ủa, đặt này đặt ít quá à. Không biết là nó có chín không nữa, để lửa vậy nó nướng lên. Còn mà không biết có chín được không nữa nè. Chín đây. Thì có nhiều đó thôi, chịu hơn. Ủa, mốt mua cái bự hơn nướng nó mới đã. Trời ơi, cái này nướng có xíu rồi trời. Ui. Abby xem kìa. Ui, cái con gì vậy? Ui, nhìn ghê quá vậy. Ui, nó đi đâu kìa. Ui, đi theo nó thử không, Còn mấy mình chắc bỏ xuống đi, mấy con mới chán. Đi. Ui, có con gì lạ quá. Ui, đi theo nó, nó đi đâu rồi, nó là cái gì á. Nó nhìn nó lạ quá, nó đem tụi lùi mà nó. Ê, có đuốc không, cho tụi đuốc đi, sợ quá, đi tối đi sợ quá. Ơi, để đi đâu lại, ok. Đi thôi. Ui, đang đi lên kìa. Ơi, đi. Ui, sinh vật lạ ta. Trời ơi, đâu rồi. Ui, ủa. Nó mất tiêu rồi. Ui, cái gì vậy? Sao có cái chiều mà nhìn ghê quá vậy? Ui, sao hả? Ủa, giờ sao ta? Này lạ quá. Thôi đi về. Ui, hả? Cái gì đây? Ui, nó giống như một cái cần gạt mà nó bự quá à. Ui, hay là mình đẩy thử không? Ui, cha, đẩy. Trời, không nổi. Ờ, giúp anh cái coi, Giúp anh cái. Đẩy đi. Cha, ôi. Ôi, xem kìa quá. Sao có một ôi, có một cái hố. Ôi, thì ra ở cái mặt cái con này nè chính là một cái hang. Ơi, xuống thử không? Ôi, sợ quá à. Không sao. Tôi nghĩ là sắp tới kho báu rồi. Tại vì tôi nghĩ cái con đó đang giấu kho báu ở dưới đây nè. Đẩy xuống. Ôi, gì đây vậy? Ở đây cũng vậy, ở đây cũng y chang nè, có khác gì đâu. Ôi, xem nè. Ở đây có ba cái gì nè. Ủa, ba cái gì đây? Nó giống sao giống ba cái chỗ này quá ta. Không lẽ là mình phải đi vô đó kiếm cái gì đó hả? Kiếm cái gì? Không biết luôn á. Cứ vô thử coi. Đi vô thử coi. Trời lạ thiệt chứ, đúng là ảo quá à. Ảo thật á. Không hiểu luôn. Ủa? Ơi, anh thấy ở kia có một cái bàn gì kìa. Ơi, hay vậy? Hay là bây giờ mình qua đó không? Không mà giờ qua là sao? Cái này nè. Cái này làm gì đây? Ôi. Nó đi kìa. Coi á. Trở lại. Ui, trời, sao nó di chuyển hay quá vậy? Hả? Gọi luôn nó qua bên kia luôn rồi. Ui, sao? Nó lùi lại kìa. Thì ra là mình phải nhớ cái đường của nó để mình bắt cua qua. Abby ơi, coi chừng nha, cái này khó lắm đó. Trời ơi, sợ quá à. Ui, nó trở lại đúng vị trí hồi nãy nè. Thôi được rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đi đó. Ui, okay. Nhìn hướng này, rồi, quẹo qua đây nè. Quẹo đó. Ui. Chuẩn bị nè. Quay, nhảy qua. Wow. Dạ, anh nhảy qua được rồi. Cố lên em qua bằng được đó. Ôi giời ơi.
Trời ơi, cuối cùng nhảy qua được. Hay, thôi đi vô vô vô. Ui, có một cái chìa khóa nè. Ô. Ui, để lấy thử coi. Ai! Ui. Ui, về lại chỗ cũ rồi. Ui, mình được cái chìa khóa xanh rồi. Không lẽ nào là mình bỏ vô đây? Thử không? Thử. Ô, vậy là bốc khói lên luôn rồi nè. Vậy là mình phải đi thu thập thêm hai cái nữa, tức là hai cái chỗ này nè. Hey, thôi đi nhanh, thôi đi, đi đi đi. Nhanh này, đi nhanh nè. Tiếp theo là cái gì đây? Này là gì đây? Cái gì vậy? Ủa cái này là sao có mũi tên chỉ lên. À, sao bị vậy? Anh bị kêu, anh bị kêu. Ờ ơi, đó nó chơi chưa? Vậy vậy vậy. Ui, cái này sợ quá. À. Cái này rớt xuống lava cái chết luôn á. Thôi để anh nhìn coi. Mấy cục đỏ kia là cái gì á? TNT hả? Còn bên đây là mấy cái gì giống kiểu bắn cung ra vậy? Thôi, cái này là để anh làm cho có khi em quay lại cổng đi. Trời ơi. Không thôi em nhìn anh cũng được. Ơi trời. Anh lên nha. Ôi, quá. Nó đẩy mình kìa. Từ từ. Trời khó quá. Ui né nè, né nè. Ui trời cái này khó vậy. Siêu khó luôn ơi. Quay. Trời ơi khó quá trời. May mà mình quay. Trời ơi em ơi, em có sao vậy? Trời ơi. Ôi trời. Em không sao mà em nổ quá trời em ơi. Trời em không sao mà em thấy anh quá sao luôn rồi đó. Hơi đập đầu xíu nhưng mà không sao. Rồi đây anh lấy cái chìa khóa này cái. Đập. Quay. Ui ôi, trở lại đây rồi. Ui, chìa khóa đỏ. Quăng vào đây. Lên màu đỏ rồi. Thì còn một cái cuối cùng, một cái cuối cùng thôi. Cái cuối cùng là cái gì đây? Cuối cùng này là cái gì á ta? Quay. Cái gì á? Mình chạy vô cái là cái đèn nó rớt xuống chỗ mình á. Vậy là mình phải vừa chạy mà vừa tìm trong mê cung á hả? Không sao, anh sẽ làm được, xéo anh đây. Hãy chỗ nào vậy, đường nào vậy, ôi, trời, cái đèn nó đâu rồi, ai chết rồi, né được, may quá, ôi, quay, wow, tìm được rồi, yeah, ôi, wow. Trời, em cũng chạy qua được á, ghê vậy trời. Thôi vô lên đập. Ê. Có được chìa khóa vàng rồi nè Abby ơi. Vậy là mình sẽ mở được một cái cánh cổng gì đó đó Abby ơi. Nè, quăng vô đi, chừng chờ gì nữa. Quăng vô. Ủa rồi con gì á? Quay. Gì vậy? Đi đâu vậy? Ghê quá. Ui. Màu đỏ, màu xám. Y chang như cái con hồi nãy á các bạn ơi. Từ, nghía coi. Ủa, cái phòng này phòng gì vậy? Hả? Ui, sao có nước xanh lẹ? Sao có mấy con cái xương ghê quá à? Ủa, cái phòng gì nữa nè? Cái tới đây xem nè. Phòng đó. Cái gì vậy? Trời ơi, là trời. Cái gì mà nó lấn xuống hết trọn luôn á trời. Nhớ là nhớ gì á, không hiểu luôn. Chú toàn đồ khí nghiệm. Còn trong này là gì? Ủa cái này là cái gì á? Này là gì á? Á đù, giường ngủ hả? Sao giường ngủ màu xanh? Là ai vậy trời? Ngộ gì đâu á. Ủa còn bên phòng này là bên phòng gì nè? Qua đây. Ừ. Ui, phòng này tôi không có gì hết trơn á. Trời ơi, không có gì hết. Cái gì á? Cái nó trứng cái bên mình kia chứ. Thấy coi hằng ở đâu mà trời. Được taxi. Trời ơi, nó đi rồi. Như là nó đi mất tiêu rồi. Trời có sao không? Trời được taxi đúng lúc vậy chứ. Ủa nhưng mà hồi nãy nó làm gì trong đó? Ôi ơi, tại sao không kia? Ôi ghê quá. Hôm nay có gì đây? Hồi nãy nó làm cái gì ở cái tủ này nè? Ghê lắm. Tủ này hả? Anh đẩy cái tủ này ra. Đứng đây, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Oh my god. Trời ơi, Abby xem nè. Ở đây. Ui. Trời ơi, ở đây toàn quá trời mèo. Hello. Nè, hello lại luôn rồi. Hello kìa. Wow. Ui, mà quan trọng ở đây quá trời mèo luôn nè. Ui. Sao một cái con gì mà kinh dị đến như vậy mà để mà cái xác ngoài kia sao vô đây toàn mèo mũng mày quá trời ông vậy trời. Trời ơi, nhìn dễ thương quá trời quá đất. Sao
cửa này là một. Chết rồi, giờ làm gì đây, giờ làm gì đây? Ôi, có bộ đồ nè, có bộ đồ nè. Thay đồ thành con mèo luôn. Vô, tay tôi. Dạ. Được rồi, nhảy vô. Mèo. À, tao biết có thằng đột nhập trong đây nha. Không hồn mày. Ra đây. Tao là Kili Willy đó nha. Kili Willy. Tao mà bắt được cho mày ra sẽ xe mày luôn á. Ôi, ghê quá. Chết chơi rồi. Ê, mèo gì chứ mẹ. Mèo. Người làm ơn đi ra đi trời ơi. Ôi, sao có hai con mèo nhìn lạ ta. Trời ơi, Abby ơi. Ê, mèo cơ. Hai con mèo màu vàng ra đây cho ta coi cái coi. Chết rồi, hình như không phải mình đâu. Con mèo kia kìa. Mày lũ thủ cho tao cái gì đi nha. Ơi, chết tôi rồi. Cúi cái đầu xuống. Nhìn lạ ta. Đừng nhìn. Chết rồi. Trời. Hai con mèo hiếm. Tại sao trời? Trời ơi, tôi lần đầu tiên thấy con mèo gì vậy? Chắc là ta mới mua. Không nhớ nữa. Kiểu gì? Nhấp quanh nè, để tao biết chỗ. Mèo. Trời ơi, đúng rồi. Mèo kiểu dễ thương vậy là. Tôi muốn khóc quá. Đây là chỗ ngủ của ta nè, hãy nhấp vô đây nha. Bây giờ ta đói bụng luôn rồi. Ê, hai đứa cũng đói rồi đúng không? Đúng rồi. Mèo. Qua đây ta có chuẩn bị. Mèo. Vô phòng đây. Chết tôi rồi. Ủa? Rồi. Dạ. Ui trời, wow. Ui, tính ra là tên Kili Willy này cũng đâu có ghê lắm đâu. Đồ cho mình tặng kem mà đồ ngon quá trời quá đất luôn nè. Cảm ơn mày ba. Ôi trời, ông cắn con heo kìa trời ơi. Có khi nào rồi nhóm con heo đó. Đừng có nói nữa, tôi không muốn tưởng tượng. Cảm ơn người ơi, ôi mình ăn đi trời ơi. Nhâm. Alo, mèo. Mèo. Sẽ cho mấy đứa tập đi săn, thấy không? Mèo. Bắt đeo đi chăng luôn chứ, chết tươi rồi. Trời ơi, mèo. Ôi giời. Con cũng ra trời rồi, đóng này trưởng à. Ôi, đóng xuống luôn rồi. Ông nâu. Hai đứa mèo, vậy thì theo ta, ta sẽ tập cho mấy nhóc đi săn. Mèo. Nhà mình chạy về được không? Chạy là biết mình đó, nghe tiếng chân mình ghê lắm. Ui. Đó, sao như vậy nha. Mày đứa mặt kiểu nhỏ vậy, chắc mấy đứa cũng mạnh lắm. Ok. Đi nha nào. Ok, săn săn, đi săn, mèo. Thôi, Abby. Bây giờ mình có cách lên ngựa, xong rồi chạy. Ok, lên ngựa nha, 1, 2, 3, lên. Có ngựa đã em xuống rồi. Mèo. Thôi, tụi bay săn ngựa không, hay quá, săn tiếp đi. Ôi trời ơi là trời, gì vậy? Hả? Cuối cùng thì sinh vật kỳ bí này ta cũng đã bắt được. Bây giờ ta mà đem đi bán đó chắc được nhiều tiền lắm nè. Tên tội sẵn chưa chết rồi. Ôi. Chết rồi, bây giờ mình làm sao đây? Ôi trời, Abby đâu gọi, mất kêu đâu gọi Abby. Chết rồi, Kili Willy bị bắt rồi, giờ sao? Giờ chạy rồi. Vậy thì cũng không được, tính ra là ổng cũng tốt với mình mà, chứ có gì đâu. Thôi, hay là mình quay tới đó mình cứu đi. Ok. Thôi, được rồi, đi. Mặc bộ dạng mèo này lát nữa kiểu gì cũng ấy à. Thôi, đi. Ok. Ôi, như hướng này nè, Abby ơi. Ui, thế nào kìa. Bây giờ thì mày sẽ đáng rất là nhiều tiền, và bây giờ sao ta? À, được rồi, bây giờ ta sẽ đi kiếm thêm đồng bọn. Và ta sẽ đem đồng bọn của ta tới để làm gì? Để đem bắt và bán người chứ gì. Chết trời. Ôi, đi cái coi. Ở trên kia hình như là cái chỗ mà đã nhốt Kili Willy đúng không? Hình như đúng rồi. Như vậy á. Tới giải cứu rồi. Trời ơi. Ôi, tên kia đi rồi. Trời ơi. Lẹ nè, chuẩn bị nè. Hai được rồi. Kili Willy, tôi tới cứu ông đây. Yeah. Ui, kia. Đụng đầu mất chưa. Ơi, Abby ơi. Chết rồi, bị đụng cái đầu kiểu nghiêng rồi Abby. À, thì ra tụi mày đây. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chết nè. Chạy. Chết rồi. Kili Willy, tỉnh dậy đi ông ơi. Kili, chết. Mày làm gì á hả? Ch-
chết tôi rồi, chết sao đây? Bây giờ mày sẽ đi cùng với nó luôn. Đừng, đừng quá. Nghe nhớ mày giúp cái gì mà? Con mèo. Mày làm gì con mèo ta? Ôi trời, ôi trời. Đau quá, trời ơi, chết tôi rồi. Ôi đi nhanh lên, tụi bay làm gì hả? Oh no. Đi chơi với ông hả? Chắc đi chơi một chiếu đi, chờ xong rồi mình chơi tìm cách trốn tán trao cũng được. Trời ơi, ok các bạn ơi, nói chung đi video của mình cũng bây giờ. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên qua channel của tất cả mọi người đăng ký cho tất cả mọi người. Trời ơi, ông quá quá trời luôn kìa. Oh my god. Ông hiểu luôn á trời, cái chân bị gì hả? Cái chân bị tình yêu làm hỏng rồi hả? Ông hiểu. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.